À, vâng, Minh Chiến âm thanh bãi Bình Định xin chào tất cả các bác. Thì video này em test con Technic V6 để gửi cho một bác ở Hà Nội, đó là anh Nhượng ở phường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đã liên hệ và đã đặt hàng con V6 về đánh với cặp loa Bo 301 Series 2. Thì 301 Series 2 thì hiện tại cửa hàng em chưa có. Thì em đánh tạm với cặp Bo 301 Series 3 thùng vàng. Cặp này giá 15.500.000, hàng đẹp khen nha. Là hàng mua từ siêu thị về, giá là 15.500.000, em đã bao ship cho các bác. Thì ngày mai em sẽ về vài cặp Lobo nữa, thì anh em nhớ theo dõi bằng cách đăng ký kênh và luôn luôn được cập nhật những video bên em. Về con Technic V6 này, nó đánh dư lực Lobo nha, nó đánh phải là hai cặp thoải mái nha. Chỉnh bát chép, và đây là cái này là cái cây gạt xuống này, thì bác chỉnh được lo chép bát nha, còn gạt lên là chạy chế độ full luôn, kiểu như không bát chép gì đó. Đây là lo nét này, class A này. Hay, bật lo lên nó sáng nha. Con này thì em bán giá 4 triệu mà rất là đáng đồng tiền. Tuy nó rỉ tiền nhưng mà chất âm nó rất là tốt nha. Đấy, quấn rất là lực. Vâng, thì mà chủ yếu là em test con Amly này thôi, thì rất là hoạt động, rất là hoàn hảo. Thì em sẽ mai em đóng gói và gửi sớm cho bác. Anh Nhượng chờ nhận hàng giúp em nha.